chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trở thành xu hướng phổ biến, yêu cầu tất yếu của sự phát triển trên mọi lĩnh vực. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, công tác chuyển đổi số thời gian qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến quận huyện, thành phố Thủ Đức quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về xây dựng đô thị thông minh gắn với công tác chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các địa phương đã phát động thi đua triển khai nhiều mô hình giải pháp để cải cách hành chính, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Là địa phương có chỉ số chuyển đổi số ở mức nâng cao, dẫn đầu 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, quận Phú Nhuận xác định chuyển đổi số quốc gia phải gắn liền với công tác cải cách hành chính. Đến làm giấy khai sinh cho cháu, ông Thành cảm nhận rất rõ những nỗ lực của chính quyền địa phương trong rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phổ cập công tác chuyển đổi số đến người dân. Thì lúc trước phải chờ rất là lâu, ví dụ từ một tuần lễ đến 10 ngày. Mà bây giờ là cái rút ngắn thời gian nó còn 3 hay 4 ngày này kia đó, thì cái đó là người dân rất là phấn khởi. Về vấn đề mà làm cái thủ tục dịch vụ công quốc gia này kia đó, Ủy ban nhân dân phường cũng cử ra là bên đoàn thanh niên đi xuống và hướng dẫn cho từng hộ dân một. Nhờ quyết liệt đổi mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả, năm 2023, Ủy ban nhân dân phường 2 quận Phú Nhuận là một trong những phường có tỷ lệ người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cũng đạt tuyệt đối với gần 12.300 hồ sơ. Mới đây, phường 2 đã chính thức ra mắt mô hình cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết 14 lĩnh vực, 48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường. Đây cũng là phường đầu tiên ở quận Phú Nhuận rút ngắn toàn bộ thủ tục hành chính. Cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đối với người dân thực hiện cái đăng ký thủ tục hành chính tại nhà, gửi qua hệ thống dịch vụ công của quốc gia hoặc là hệ thống dịch vụ công của Thành phố Hồ Chí Minh, thì sau đó cán bộ kiểm tra xử lý thì nó sẽ thuận lợi cho người dân hơn và người dân không phải mất thời gian đi lại. Nói lại cái việc mà sử dụng công nghệ thông tin thì đối với một số đối tượng thành phần thì cũng chưa được gọi là rành cho lắm, thì phường phải có cái sự hướng dẫn tận tình, rồi cũng sử dụng những cái máy tại địa phương, tại bàn phường á, máy tiếp công dân á, để hướng dẫn người dân cách vô, cách thực hiện, để sau này khi mà người dân có cái lên liên hệ công tác sẽ biết cách làm và sẽ không có cái việc mà phải chờ đợi. Thi đua thực hiện chính quyền số, chuyển đổi số, các cơ quan đơn vị và 14 phường trên địa bàn quận 5 đã tập trung triển khai các giải pháp, trong đó chú trọng ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số ở một số lĩnh vực trọng tâm như y tế, giáo dục đào tạo, tài chính, du lịch, môi trường. Kết quả trong năm 2023, quận 5 có nhiều điểm sáng về công tác cải cách hành chính, vượt 11 bậc trên bảng xếp hạng cải cách hành chính, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Văn phòng ủy ban có tham mưu là sẽ đưa vào sử dụng và thường xuyên nâng cấp cái phần mềm quản lý và điều hành công việc của quận, hướng đến thứ nhất là tiện lợi cho người dùng, và cái thứ hai là đảm bảo việc ứng dụng chữ ký số hiện nay, và thứ ba là nó sẽ có chức năng tổng hợp báo cáo để phục vụ cho lãnh đạo đánh giá được cái chất lượng tham mưu của phòng ban ở đơn vị, thủ trưởng đơn vị, cũng như là đánh giá được các chuyên viên thực hiện tham mưu như thế nào. Nội dung thứ hai là trong năm 2024 thì văn phòng sẽ tham mưu ủy ban quận là ra mắt trung tâm điều hành đô thị thông minh của quận. Nội dung thứ ba là đẩy mạnh thực hiện việc số hóa dữ liệu cũng như là khai thác những cái dữ liệu chúng ta đã số hóa trong thời gian vừa qua. Nội dung thứ tư là sẽ đầu tư nhiều giải pháp để tăng cái tỷ lệ mà người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, và cái chỉ tiêu đề ra năm 2024 là 70%. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục nhìn nhận được hạn chế, thiếu sót một cách cầu thị, trách nhiệm, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2024 gắn với chủ đề năm 2024 của thành phố, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 của Quốc hội và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2024.
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được tiến hành từ 0 giờ hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2024. Đây là cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoại trừ 4 huyện đảo, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Hoàng Sa và Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chung được thực hiện trên phạm vi cả nước. Như các địa phương khác, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tích cực chuẩn bị cho công tác này. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Cái vướng mắc mà các điều tra viên hoặc là các anh chị mà đã làm nghiệp vụ trước đây á, đã tham gia qua các cuộc điều tra cũ có ý kiến, và qua đó chúng tôi đã rút ra rất là nhiều cái thắc mắc và có gửi những cái câu hỏi này thành một cái bộ dữ liệu chung sau này cho những cái điều tra viên mới. Khi mà họ có thắc mắc thì họ nhìn vào đây họ sẽ giải quyết được cái vấn đề ngay lập tức. Đó là một cái nét rất là mới trong cái điều tra lần này. Một điểm mới trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 là sẽ thu thập thông tin về người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Việc thu thập thông tin về nhóm người này sẽ là cơ sở để biên soạn các chỉ tiêu thống kê, giúp Việt Nam bước đầu có được nguồn số liệu đáng tin cậy để đánh giá quy mô, đặc điểm kinh tế xã hội và các đặc trưng nhân khẩu học về người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam. Tuy nhiên, kỳ này chúng ta có hai cái điểm mới. Đó, thứ nhất là kỳ này sẽ điều tra người nước ngoài mà thường xuyên ăn ở tại hộ, họ ở Việt Nam để làm việc, chứ không phải là tới Việt Nam để du lịch. Và cái thứ hai nữa là kỳ này chúng ta sẽ điều tra lực lượng quân đội và công an, nhưng mà vẫn ăn ở tại hộ, trừ những người mà ở các khu vực do quân đội quản lý thì chúng ta không điều tra. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần này là 30 ngày, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Trước đó, các quận huyện và thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức tập huấn cho các điều tra viên. Kết quả điều tra sẽ được công bố vào cuối năm 2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025. Năm 2023, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Bình Thạnh được các ban ngành đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, chất lượng và số lượng các mô hình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đây là đánh giá được đưa ra trong hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Bình Thạnh đã chủ động định hướng, nâng cao chất lượng phong trào phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như phát huy lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để tuyên truyền thông tin nhanh chóng, chính xác đến người dân, nhân rộng các gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực, góp phần ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, những giải pháp có hiệu quả trong việc giữ vững các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố, mặt trận văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, nhiều mô hình mới tăng về số lượng và chất lượng, góp phần làm mới và nâng chất hiệu quả phong trào ở cơ sở. Có thể thấy, sự hình thành và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa ở các phường góp phần đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng lên tầm cao mới trong việc huy động người dân tham gia sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, từng bước nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo trong nhân dân. Tại nhà thi đấu Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân quận 11 đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là lực lượng trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, được thành lập ở các tổ dân phố, khu phố, được huy động tham gia chữa cháy, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường. Tham gia hội thi có 16 đội là các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của 16 phường trên địa bàn. Sau khi tham gia diễu hành biểu dương lực lượng, các đội bước vào các phần thi tranh tài ở phần lý thuyết và thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Hội thi là dịp để các thành viên tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, cứu người, cứu tài sản khi xảy ra cháy trong khu dân cư, tạo sự giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ liên gia ở quận để phục vụ tốt cho công tác chữa cháy, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ tại khu dân cư. Trong thời gian vừa qua thì quận 11 cũng đã thành lập được 220 tổ liên gia
và 202 điểm chữa cháy công cộng. Thì mô hình này cũng đã nhân rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc nâng cao cái nhận thức của các hộ gia đình trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Khi tham gia đến tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì được trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng cách sử dụng bình CO2 và bình bột và cách cứu hộ cứu nạn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thì hàng tháng tổ liên gia đều sinh hoạt và trao đổi với nhau, được trang bị và thực hành những cái kỹ năng tốt nhất. Tham gia hội thi này thì là tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và hữu ích cho bản thân mình, cũng như là sẽ đem cái kinh nghiệm và cái hữu ích này tuyên truyền cho những người thân, hàng xóm xung quanh. Mọi người đều biết được những kỹ năng cứu người, dập tắt đám cháy cho thật hiệu quả. Đặc biệt trong thời gian qua, tại nhiều địa phương, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Sau những phần tranh tài sôi nổi, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường 6 đã giành giải nhất và sẽ đại diện tham dự hội thi cấp thành phố. Mặc dù côn trùng làm thực phẩm được xem là chìa khóa cho các yêu cầu cấp thiết hiện nay, vẫn còn có những rào cản lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp này, đặc biệt là trong khía cạnh an toàn thực phẩm. Vì vậy, cần nghiên cứu về vấn đề an toàn thực phẩm trong việc sử dụng côn trùng làm thực phẩm. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn tại hội thảo khoa học với chủ đề Bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập, gợi ý từ kinh nghiệm quốc tế do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo, dưới góc độ khoa học pháp lý, việc đưa côn trùng làm thực phẩm phải được pháp luật quy định và các sản phẩm đó phải tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý, bao gồm cả việc đánh giá an toàn. Có như vậy, quyền lợi của người tiêu dùng mới được bảo đảm và thực thi trên thực tế. Chúng ta biết rằng là không chỉ là thực phẩm là côn trùng, hiện nay là cùng với sự phát triển của công nghệ thì bên cạnh côn trùng chúng ta còn có thực phẩm biến đổi gen, còn có thịt nhân tạo, còn có là thực phẩm có chứa cái vật liệu nano. Và những cái thực phẩm này là bắt đầu đi vào cái cuộc sống con người, nhưng mà cái khung pháp lý của chúng ta chưa có hoàn thiện. Làm sao khi tiêu dùng bị thiệt hại thì có những cái phản ứng tức thì nhanh và có thể chế tài ngay cái người kinh doanh. Cho nên đó là cái phản ứng tức thì về mặt tâm lý. Còn để áp dụng thực tế thì tôi nghĩ rằng là nó phải có thời gian. Thời gian lan tỏa, thời gian nghiên cứu thêm, đúc kết, từ đó công nhà nước đưa ra những cái chính sách thì nó không thực thi được. Pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm một cách mặc thị thừa nhận côn trùng là một phần trong chế độ dinh dưỡng của con người và do đó không cần phải có những quy định riêng dành cho chúng. Thay vào đó, các nhà sản xuất côn trùng làm thực phẩm chỉ phải tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng cho các loài vật nuôi thông thường khác. Điều này gây khó khăn cho các nhà sản xuất Việt Nam trong việc tiếp cận với thị trường côn trùng ở các quốc gia khác nhau. Tất cả những vấn đề về pháp lý trong thương mại quốc tế nó rất phức tạp, rất là kỹ thuật và đôi khi chúng ta chỉ nhìn từ góc độ kinh tế thì nó chưa toàn diện và góc độ chính sách, chính trị thì nó cũng không có đảm bảo được việc thực thi những cái luật, những cái quy tắc trong luật thương mại quốc tế. Vì vậy cho nên cái việc tổ chức các cái hội thảo, tọa đàm giữa các chuyên gia để nghiên cứu các vấn đề tôi nghĩ rằng là rất quan trọng. Trong bối cảnh Việt Nam là một trong năm quốc gia được phép xuất khẩu côn trùng làm thực phẩm vào EU, bên cạnh Thụy Sĩ, Canada, Hàn Quốc và Thái Lan, nhóm tác giả cũng cho rằng không thể yêu cầu Việt Nam cũng đồng thời quy định côn trùng là thực phẩm mới, cần thiết trong việc xây dựng các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn của côn trùng làm thực phẩm, từ đó bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng Việt Nam trong việc sử dụng thực phẩm từ côn trùng. Lần đầu tiên, nhà xuất bản trẻ gửi đến độc giả chương trình Read With Me, đọc sách cùng tôi tại đường sách TP.HCM. Chương trình đọc thử miễn phí các tác phẩm văn học trẻ của tác giả Việt Nam do nhà xuất bản trẻ phát hành trong những năm gần đây. Với ý tưởng tạo sự thoải mái cho người đọc trải nghiệm nhiều loại sách vượt khỏi kinh nghiệm sở thích của mình, mỗi lần tổ chức, nhà xuất bản trẻ sẽ mang đến hàng chục tựa sách thuộc các thể loại nhất định để độc giả có thể đến lựa chọn, đọc miễn phí và trao đổi cảm nghĩ của mình với những người đồng điệu. Các bạn chia làm nhiều nhóm nhỏ, ví dụ như là nhóm chuyện kinh dị, nhóm chuyện trinh thám, nhóm chuyện fantasy, nhóm chuyện giả tưởng và thậm chí là có phân nhánh khá lớn giữa hiện tượng là gọi là văn học thị trường và văn học hàng lâm. Tôi mong muốn là có thể bằng sức của mình tạo ra một định hướng mới có thể hòa hợp giữa các yếu tố hàng lâm và yếu tố giải trí để các bạn có thể nâng cao được cái nhu cầu đọc và cũng như là cái văn hóa đọc của các bạn. Trước đây nói về đọc sách, người ta hay nói về sách văn học, nhưng mà thật ra có rất nhiều loại sách khác, sách khoa học, sách kinh tế, sách kỹ năng vân vân và sách thiếu nhi, sách manga cũng rất là thú vị. Do đó là nhà xuất bản trẻ dự định là mỗi tháng
tại một địa điểm công cộng, chúng tôi sẽ mang ra sách thuộc một mảng sách nhất định và cho bạn đọc trải nghiệm miễn phí. Thì để các bạn có thể tự nhiên chọn một quyển sách miễn phí đọc, để mà đọc một cái thể loại sách mà mình chưa có từng đọc bao giờ, mở rộng cái trải nghiệm đọc của mình. Thì biết đâu các bạn sẽ thích, biết đâu cuộc sống của mình nó sẽ phong phú hơn từ đó. Trong chương trình Read With Me, đọc sách cùng tôi lần 1 tại đường sách thành phố, nhà xuất bản Trẻ đã mang đến các tác phẩm văn học trẻ, tác phẩm đạt giải văn học tuổi 20 để bạn đọc đọc thử miễn phí, qua đó góp phần đưa sách đến gần hơn với độc giả, chung tay xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Sau đây là phần điểm báo. BABI hướng đến công bằng trong tiếp cận dịch vụ công là nội dung nổi bật trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng nay. Cụ thể, ngày mai 2 tháng 4, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam BABI sẽ được công bố. BABI đo lường 8 chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Mục tiêu là để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm tạo lòng tin và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Vài ngày nay, thông tin một sàn thương mại điện tử chiếm dụng vốn doanh nghiệp sản xuất hàng hóa như giọt nước tràn ly làm dấy lên lo ngại tương tự. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, khát khao chung của nhiều doanh nghiệp là được đưa sản phẩm hàng hóa vào siêu thị, sàn thương mại có tên tuổi. Tuy vậy, không ít doanh nghiệp lại đi ngược xu hướng này, thậm chí có doanh nghiệp rót vào rồi nhưng muốn cắt giảm quy mô vì tốn quá nhiều chi phí. Phải chăng chính những quy định của các ông lớn sàn thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ khiến doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nhỏ và vừa ngày càng khó khăn đưa hàng hóa ra thị trường? Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Rạng sáng ngày 31 tháng 3, một ô tô đã phát nổ tại thành phố Azak, tỉnh Aleppo, phía bắc Syria, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Ngoài ra, nhiều tòa nhà và phương tiện cá nhân cũng bị hư hại. Vụ nổ xảy ra tại một khu chợ vào thời điểm có rất đông người Hồi giáo đang đi mua sắm đêm sau một ngày dài nhịn ăn theo quy định của tháng lễ Ramadan. Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, SOHR, một quả bom cài trên một ô tô đã phát nổ, gây ra đám cháy lớn và khiến nhiều nhà dân, cửa hàng, ô tô xung quanh bị hư hỏng nặng. Lực lượng phòng vệ dân sự Syria cho biết, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân trong đống gạch đổ nát. Trong số những người tử vong có 2 trẻ em. Một số trường hợp bị thương nặng được đưa đến các bệnh viện. Con số thương vong dự báo có thể tăng thêm. Hiện tại chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ. Trong những năm gần đây, những vụ đánh bom thường xuyên xảy ra tại các khu vực dân cư đông đúc ở khu vực biên giới Tây Bắc Syria. Khu vực tại thành phố Azaz chủ yếu thường bị các lực lượng người Quốc tấn công. Ngày 31 tháng 3, nhóm Hezbollah ở Liban cho biết các chiến binh của họ đã thực hiện 8 cuộc tấn công nhằm vào các đồn quân sự của Israel dọc biên giới với Liban. Đoạn phim do nhóm Hezbollah công bố cho thấy một máy bay chiến đấu bắn tên lửa dẫn đường chống xe tăng. Trong một tuyên bố, Hezbollah nói rằng các máy bay chiến đấu của nhóm này đã nhắm mục tiêu vào một tòa nhà tại khu định cư Adamit ở miền Bắc Israel, nơi binh lính Israel đóng quân và gây thương tích bằng cách sử dụng vũ khí thích hợp. Trong một tuyên bố khác, Hezbollah thông báo rằng các máy bay chiến đấu của họ cũng nhắm mục tiêu vào binh lính Israel đang di chuyển bên trong khu quân sự Al-Raheb bằng tên lửa, dẫn đến có người bị thương đã được xác nhận. Các tuyên bố cũng cho biết các cuộc tấn công nhằm thể hiện sự đoàn kết ủng hộ đối với người dân Palestine ở dải Gaza, nơi Israel đang thúc đẩy các cuộc tấn công quân sự. Theo truyền thông Ai Cập, các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza sẽ được nối lại trong ngày 31 tháng 3 tại thủ đô Cairo. Vòng đàm phán lần này nhận được nhiều kỳ vọng trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi đầu tuần đã thông qua nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Quan chức Israel xác nhận nước này đã cử một phái đoàn tới Cairo trong ngày 31 tháng 3, trong khi Hamas cho hay sẽ chờ kết quả đàm phán giữa Israel và các trung gian hòa giải. Vòng đàm phán được nối lại sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29 tháng 3 nhất trí nối lại các cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo của Ai Cập và Doha của Qatar. Trong những vòng đàm phán trước, các bên đã không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan dù một nửa tháng lễ đã trôi qua. Một trong những vấn đề gai góc nhất là tỷ lệ trao trả con tin Israel và tù nhân Palestine, cũng như thời điểm ngừng bắn vĩnh viễn và việc rút quân đội Israel khỏi dải Gaza.
Cơ quan an ninh Nga ngày 31 tháng 3 cho biết họ đã bắt giữ 3 người đàn ông ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga lên kế hoạch tấn công khủng bố trong khu vực. Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết các nghi phạm đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích ở hai thành phố Makhachkala và Kaspiysk. Nhiều vũ khí và đạn dược được tìm thấy tại căn hộ của các nghi phạm. Đoạn phim do truyền thông địa phương công bố cho thấy lực lượng an ninh được tăng cường dày đặc xung quanh một căn hộ bị đột kích. Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, ông Sergei Melikov cho biết không có thương vong trong cuộc đột kích. Ông cũng cho biết các nghi phạm đã bị phát hiện và bắt giữ trong bối cảnh các biện pháp an ninh ở khu vực được tăng cường sau vụ tấn công hồi tuần trước nhắm vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow, khiến 144 người thiệt mạng. Chiều ngày 31 tháng 3, tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Trung Quốc kéo dài 3 ngày, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi ông Prabowo giữ cương vị Tổng thống. Chuyến công du Trung Quốc của tân Tổng thống Indonesia bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định chuyến thăm thể hiện mối quan hệ bền chặt trong quan hệ Trung Quốc-Indonesia, là cơ hội để hai bên tăng cường tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn các quan hệ hợp tác toàn diện và phối hợp tốt trong các chiến lược phát triển. Trung Quốc cũng cho biết đây là ví dụ điển hình về việc các nước lớn hướng tới một tương lai chung, đoàn kết vì sự phát triển chung, tạo nên sự ổn định cho lợi ích trong và ngoài khu vực. Chính phủ Thái Lan cho biết trong thời gian qua, nước này đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn các trang mạng có nội dung độc hại. Tổng cộng có hơn 60.000 liên kết không phù hợp đã bị chặn và gần một nửa trong số đó là các trang đánh bạc trực tuyến. Thông báo của chính phủ Thái Lan cho biết trong 5 tháng đầu của tài khóa 2024 bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số đã chặn quyền truy cập của hơn 60.000 liên kết cung cấp thông tin bất hợp pháp hoặc không phù hợp cho công chúng Thái Lan. Trong số này có hơn 25.000 trang đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Thông báo cũng kêu gọi người dân không nên tin vào những quảng cáo trên các trang web cờ bạc do tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Theo luật pháp Thái Lan, những người bị bắt vì điều hành các trang web cờ bạc trực tuyến sẽ phải chịu mức án tù tối đa là 10 năm, cũng như mức phạt tiền tối đa 200.000 baht, tương đương 5.500 đô la Mỹ. Những người quảng cáo giới thiệu người khác tham gia vào các trang web cờ bạc sẽ phải chịu mức án tối đa là 2 năm tù, cùng mức phạt tiền 2.000 baht. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, giá cacao thế giới đã lần đầu tiên vượt mốc 10.000 đô la một tấn ở New York, cao gấp 3 lần so với một năm trước, trong khi các doanh nghiệp lớn đang hy vọng các sản phẩm lễ phục sinh đạt lợi nhuận cao sẽ bù đắp phần nào cú sốc doanh thu, thì một số nhà sản xuất quy mô nhỏ đã có những giải pháp thích ứng với tình huống khó khăn này. Bờ Biển Ngà và Ghana, những nước có sản lượng cacao đứng đầu thế giới đã buộc phải tăng giá mạnh sau các vụ thu hoạch kém do mưa lớn và bệnh hại quả, sau đó là hạn hán. Tuy nhiên, tại Thụy Sĩ, một số doanh nghiệp nhỏ tiêu biểu như xưởng Mr. Chocolate này đã có một lựa chọn khác để không tăng giá sản phẩm và vẫn duy trì được lợi nhuận. Tiệm cho biết hiện họ sử dụng nguyên liệu sô-cô-la từ Cộng hòa Dominica, vốn đáp ứng các thông số kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Cửa hàng cũng ưu tiên các sản phẩm hữu cơ của địa phương và tự làm trái cây xay nhuyễn, gia vị để tạo màu cho sô-cô-la. Chúng tôi bỏ qua việc thuê mặt bằng cửa hàng và chỉ bán sản phẩm của mình thông qua mạng lưới các đại lý. Ngoài ra, chúng tôi còn tranh thủ đưa sản phẩm đến trực tiếp khách hàng thông qua các triển lãm thương mại cũng như các tổ chức ngành nghề để kiểm soát chi phí. Năm 2023, tiêu thụ sô-cô-la bình quân đầu người ở Thụy Sĩ, quốc gia tiêu thụ sô-cô-la hàng đầu thế giới, cũng giảm 1%, xuống còn 10,9 kg bình quân đầu người. Xin được trở lại phần tin trong nước. Từ tháng 4 năm 2024, nhiều chính sách mới về đất đai, đăng kiểm bắt đầu có hiệu lực. Mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số chính sách mới đáng chú ý sau đây. Mặc dù luật đất đai 2024 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng có hai quy định của luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trong đó, về hoạt động lấn biển, nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ thực hiện các hoạt động lấn biển, có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.
hoạt động lấn biển phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường, phù hợp với quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển. Hoạt động lấn biển phải được thành lập dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Về sửa đổi bổ sung một số điều của luật lâm nghiệp, không được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ các dự án quan trọng quốc gia, dự án phục vụ quốc phòng an ninh, dự án cấp thiết khác theo tiêu chí do chính phủ quy định. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2024, Thông tư 01 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi là tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi, bổ sung, công bố các loại giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ, số phiếu tiếp nhận hồ sơ, ban hành danh mục, chương trình, tài liệu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 233 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, có hai thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, gồm cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, Bộ Luật ISBS và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Theo Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2024, số doanh nghiệp đăng ký thành lập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 59.900 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 3 năm 2024, cả nước có 14.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký là 113.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp đã giảm 0,7%. Vốn đăng ký giảm 22,1%. Tuy nhiên, tính chung quý 1, cả nước có hơn 36.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký là 332.200 tỷ đồng, tăng tương ứng 6,9% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thông báo gần đây của Bộ Thương mại Mỹ cho biết Ấn Độ, Ecuador và Việt Nam, ba trong số bốn nguồn cung tôm nuôi lớn nhất của Mỹ, có thể sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp sơ bộ, dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%. Mức thuế suất sẽ có hiệu lực ngay khi DOC công bố lên công báo liên bang, dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Thuế sẽ được hoàn lại nếu các nhà điều tra xác định rằng các nước này không vi phạm cung cấp trợ cấp bất hợp pháp hoặc nếu hàng nhập khẩu được trợ cấp không gây tổn hại cho ngành tôm của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra cho đến mùa thu hoặc mùa đông năm 2024, đồng nghĩa các nhà xuất khẩu tôm vào Mỹ có thể sẽ phải gánh mức chi phí chịu thuế trong suốt giai đoạn trước đó. Theo báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng tại Việt Nam năm 2023 của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam công bố mới đây, số vụ tấn công mạng vào các tổ chức tăng 9,5% so với năm 2022, trung bình 1.160 vụ mỗi tháng. Các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác. Đặc biệt trong quý 4 năm 2023, số vụ tấn công mạng tăng mạnh hơn 1.600 vụ trong một tháng, gấp rưỡi so với trung bình. Theo kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải, giảm 85% ô nhiễm không khí tăng thêm trong giai đoạn 2021-2025 do hoạt động giao thông vận tải. Kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp, đảm bảo tối thiểu 97% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Đồng thời, kiểm soát hiệu quả bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, đảm bảo tối thiểu 90% công trình xây dựng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong thi công xây dựng công trình. Kiểm soát hiệu quả mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp, hướng tới không còn phát sinh các trường hợp đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch gây ô nhiễm không khí.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.